Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình gồm các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã tiếp xúc với đại diện cử tri ở 19 xã phường trên địa bàn thành phố Hòa Bình sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Tham dự buổi tiếp xúc có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới các cử tri kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau 21 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp đã hoàn thành chương trình đề ra. Kết quả đã thông qua 6 luật 13 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu chỉnh lý một dự án luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri và một số nội dung quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Hòa Bình bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động của Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời nêu những tâm tư nguyện vọng và đề xuất kiến nghị một số vấn đề như việc sắp xếp cán bộ công chức sau sáp nhập đơn vị hành chính, chế độ thù lao đối với người giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù, chính sách chế độ hỗ trợ cho thế hệ thứ ba bị di chứng bởi chất độc da cam dioxin, chính sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hòa Bình, việc xây dựng bảng giá đất theo thị trường, giải quyết dứt điểm diện tích đất trồng lấn của các hộ dân với vườn quốc gia Ba Vì và một số vấn đề khác. Xung quanh vấn đề cử tri nêu tại buổi tiếp xúc thuộc thẩm quyền của tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giải đáp các ý kiến kiến nghị của cử tri. Là cái vườn quốc gia Ba Vì, thế thì Thủ tướng Chính phủ nó có quy hoạch là cái diện tích vườn quốc gia Ba Vì cũng khá lâu rồi, mấy năm nay rồi. Thế thì nhưng mà có một cái khoanh và cái diện tích đất của bà con chúng ta khi mà quy hoạch như thế, diện tích như thế, nếu vào đất của dân thì phải bồi thường giải phóng mặt bằng trên cơ sở là kiểm kê. Thế nhưng mà vườn quốc gia Ba Vì thì chúng tôi kiến nghị rất nhiều, thế nhưng mà cũng chưa có tiền để làm cái việc đó, cho nên là chúng tôi cho rằng là cái kiến nghị là đúng. Mà còn hạn chế cái việc mà sản xuất kinh doanh nữa thì rất hạn chế, bởi vì nó quy hoạch vào vườn quốc gia Ba Vì rồi, cái việc canh tác các thứ là sẽ hạn chế đi. Thế nhưng vấn đề ở đây là câu chuyện đây là phải có cái tiền bồi thường cho dân, tức là cái vấn đề giải phóng mặt bằng. Các quan trung ương, đặc biệt là Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã nắm được cái tinh thần này để có thể chúng ta có thể sửa đổi thế nào cho nó hợp lý hơn, làm cơ sở cho các cấp chính quyền của địa phương, trong đó có tỉnh, rồi cấp thành phố, các đồng chí ở xã phường đấy, cũng có thể vận dụng cái luật đất đai tốt hơn. Đấy là vấn đề đấy liên quan đến bồi thường. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chia sẻ với cử tri thành phố Hòa Bình về một số khó khăn hiện nay của thành phố Hòa Bình. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc nêu khá nhiều vấn đề, đặc biệt là vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, pháp luật và thực tiễn của tỉnh Hòa Bình trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật. Những ý kiến của cử tri rất xác đáng. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng trao đổi và làm rõ thêm các kiến nghị của cử tri. Bộ Chính trị cũng đồng tình cao là phân cấp phân quyền mạnh hơn, giao lại cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy được thẩm quyền quản lý biên chế của địa phương mình và mình quyết định biên chế của địa phương mình. Sau khi sáp nhập Kỳ Sơn và Hòa Bình thì thành phố Hòa Bình có 908 biên chế và đến nay thì còn 702 biên chế. Và kiến nghị của thành phố thì chúng tôi xin đề nghị thế này. Ở đây hôm nay có mặt ở đây tất cả các tập thể thường vụ của tỉnh ủy Hòa Bình thì tôi xin đề nghị thế này, thẩm quyền này hoàn toàn thuộc về Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình. Quan trọng nhất là các đồng chí phải xem xét, không máy móc. Các đồng chí có thể giữ nguyên cho thành phố Hòa Bình một vài năm trước khi giảm, để Hòa Bình sau khi sáp nhập có con người để làm việc, đó là cũng là một cách. Còn giảm bắt đầu từ năm nào do các đồng chí quyết định, để cuối cùng Ban Tổ chức Trung ương
chỉ quan tâm một việc là đến 2026 thì toàn bộ tỉnh Hòa Bình có con số biên chế theo đúng quyết định của ban tổ chức trung ương. Tôi cũng nghĩ thế hệ thứ ba mà các cháu nó bị ảnh hưởng của chất độc da cam, dứt khoát phải có chính sách. Thì bây giờ đối với đảng là đã có rồi, bây giờ chỉ có cái chính phủ phải ban hành chính sách, sẽ gửi văn bản chính thức cho chính phủ để nhắc về vấn đề này. Số vấn đề liên quan đến nghị quyết 26 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì chưa phù hợp với thực tiễn, thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận. Rồi cái chỉ tiêu đất, đây là về mặt độ dân số trong tiêu chí đô thị này, tại nghị quyết 26 này. Rồi vấn đề chỉ tiêu đất trong cái đề án quy hoạch chung theo cấp địa hình, thì hai vấn đề này chúng tôi xin ghi nhận để chuyển lại cho Quốc hội, cho chính phủ. Đồng chí trưởng ban tổ chức trung ương thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Hòa Bình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có trách nhiệm tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và đôn đốc theo dõi đảm bảo các ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời.